Đây, tiếp tục video khui thùng là hai con. Bây giờ anh quyết định lấy con số 1 rồi, bây giờ mình sẽ tháo máy con này nâng cấp của nó sang cái ổ SND 128. Nâng cấp là khuyến mại, nâng cấp miễn phí nhé. Con này số semi tác của nó là 5DX90N2. Con này mới hơn con số 2. Con số 2 cũng xuất sắc rồi. Là nó có sử dụng rồi. Con số 2 là nó có nhìn thấy sử dụng rồi. Con này chưa thấy nhìn thấy đã sử dụng. Ôi giời, đây mới khự đây, pin phẳng bét này. Pin này mà dùng lâu rồi nó sẽ bị rộp lên nhé. Đây là ổ HDD 500G này. Đây là 2 thanh tam 4G này, bước 2133. Pin phẳng bét này, 68Wh. Đấy. Hôm nay buổi sáng khui thùng với con vốt trôi, con 56Wh, con này 68Wh. Pin khủng phết, chưa bụi bung gì cả. Con này có khe cắm quan này. Ai thích mình kết nối 4G này, lắp thêm cái thẻ nữa, có dây sẵn đấy rồi. Lắp sim, lắp cái thẻ quang và lắp sim là ok. Thẻ đọc SD. Cổng tai C, con này có cổng tai C luôn. Tai C, cạc mạng, HDMI, USB. USB 3 cổng, cả cổng Vega luôn. Không thiếu một cái gì, đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Không thiếu một cái gì. Có chỉ có bao nhiêu, có hơn 11 triệu thôi. Seagate 500G. Ừ.
Con này đúng là nó chỉ để trong kho, nó bỏ ra quạt không có tí gì luôn, từ ngoài vào trong, ngoài nó mới, trong cũng là mới, các mạch điện là trắng bong, không biết gì xét thì chân pin bai ốt này, chỗ này là rất là hay bị vàng, oxy hóa cũng có. Thiết kế rất là đặt tiền cái vít từ một vít này, thiết kế nó trông nó khác rồi. Rồi xong. Rồi, chờ 5-7 phút.
cấp này dư ra một đống ổ HDD 500GB tiếp cần trao đổi 128 với cả ổ HDD 500GB. Ờ, khoảng 15 phút nữa đi cho anh một cuốc đi Mỹ Đình được không em? Nhá. Ờ, 15 phút xuống đây. Ờ, sẽ chuyển cho anh qua bên xe Mỹ Đình. Ờ, qua anh viết cho anh cái giấy. Anh nhắn cái. Vâng. Không. Rồi,